Học cách chấp nhận những điều không như ý trong cuộc sống để được hạnh phúc. Hạnh phúc không đâu xa mà chính là do cảm nhận của mỗi chúng ta trong cuộc sống. Để có được hạnh phúc ấy, bạn cần chuyển hóa những cảm xúc tiêu cực do chính bản thân bạn tạo ra thành những cảm xúc tích cực. Học cách chấp nhận những điều không như ý trong cuộc sống chính là một trong những cách để giúp bạn chuyển hóa. Học cách chấp nhận điều không như ý là một phần của sự trưởng thành. Cuộc sống không giống như trong phim, rất nhiều thứ diễn ra không như ta mong đợi. Chúng ta thường bị thất vọng, chán nản và mệt mỏi với những điều không như ý ấy. Bạn thường làm gì để có thể vượt qua những cảm xúc tiêu cực ấy? Học cách đối mặt và chấp nhận những điều không như ý đó chính là một cách để vượt qua. Là một phần trong quá trình trưởng thành của bạn, học cách chấp nhận để hạnh phúc. Nếu bạn cho rằng mình đã rèn luyện được cách đối mặt với sự thất vọng, vậy tại sao bạn vẫn bị những cảm xúc tiêu cực như buồn phiền, chán nản, lo âu, tức giận liên tục chi phối từ ngày này qua ngày khác? Đó là bởi tất cả chúng ta ai cũng có khao khát thành công, muốn được khen ngợi, sung sướng, hạnh phúc mà quên đi những gì đi kèm theo nó, đó là những cái giá phải trả. Có khen ắt phải có chê, có thành công thì ắt phải có thất bại. Đó là bản chất của thực tại. Đau khổ cũng bởi một phần do bạn cố tình tránh né hay phủ nhận sự thật, không dám đối diện và chấp nhận nó. Bạn hừng hực khí thế, khao khát theo đuổi những mục tiêu tốt đẹp nhưng lại hằn học. Tức giận với những điều không như ý diễn ra, lòng tham của con người là vô đáy, dù cố gắng đến mấy bạn vẫn sẽ không hài lòng với những gì mình mong muốn, hoặc những điều mình mong muốn giờ lại không còn làm bạn thỏa mãn nữa. Sự thật của đau khổ luôn tồn tại. Cùng với tâm mong cầu, hạnh phúc đến từ thái độ không mong cầu. Cuộc sống luôn tồn tại sự vô thường, những điều mà chúng ta không thể đoán trước được nhưng tâm chúng ta lại không nhận ra được điều này. Cái tâm bảo thủ, bám chấp khiến ta cứ phải sống lại lặp lại những cảm xúc ấy, dần dần mất đi hết những năng lượng tích cực vốn có. Hạnh phúc từ việc không mong cầu, vậy đâu mới là con đường dẫn đến hạnh phúc? Đó chính là hạnh phúc đến từ thái độ không mong cầu. Tức là khi ấy bạn chấp nhận mọi thứ bạn đang có trong giờ phút hiện tại. Bạn không còn cố tìm kiếm những cảm giác dễ chịu nào khác ở bên ngoài nữa. Chấp nhận sự thật, lòng đã bằng lòng, bạn bắt đầu cảm nhận mọi thứ xung quanh mình với tâm trạng thoải mái, thư giãn và bình an hơn. Sự cố chấp bắt đầu biến mất cũng là lúc hạnh phúc trong chính tâm hồn bạn dần xuất hiện. Hạnh phúc đích thực là đến từ tâm của bạn, không bị điều kiện hóa. Hạnh phúc là của bạn, bạn có thể tạo ra nó bất kỳ lúc nào, không bị phụ thuộc vào ngoại cảnh. Và để làm được điều này không phải là dễ, bạn cần có phương pháp tập luyện mỗi ngày để những sự bám chấp, những điều vô lý mới có thể chuyển hóa. Tóm lại, để có được hạnh phúc thực sự, bạn cần chuyển hóa được những cảm xúc tiêu cực do chính mình tạo ra, tìm lại bản chất vốn dĩ của mọi vấn đề. Hãy học cách chấp nhận và buông xả, cho phép mọi đau buồn, tủi cực trôi theo dòng thời gian. Khi ấy, chính những điều muộn phiền ấy lại chuyển thành nguyên liệu nuôi dưỡng những điều tốt đẹp bạn đang có trong cuộc sống. Duy Anh Web xin cảm ơn bạn đã xem hết video này. Nhớ like và đăng ký kênh Duy Anh Web để thường xuyên nhận được những video mới nhất.